Ủa hôm nay nhiêu tuổi ơi? 85. 85 tuổi. Bà cụ này thì hơi nặng tay nhưng mà cứ niệm Phật suốt à, biết niệm Phật. Ừ. Bà cụ vô đây niệm Phật vui không? Vui Bà nói vài câu coi bà niệm Phật bà vui sao bà nói coi. ăn cơm rồi vui với lại mấy mấy người Đi dạo phải không? Ừ. như vui. À. Vui vui. Rồi bà đây bà niệm Phật á, bà vui vậy, bà có vài lời gì bà phiên con cháu bà niệm Phật không, bà nói coi. Nói coi. Nói coi. Vì Phật là nhiều rồi đó. À. Nam mô Di Đà Phật nhiều rồi. Ừ. Vì tu á À. nhiều Qua bên phòng hộ niệm ngồi niệm Phật phải không? có À. đây Rồi bà niệm là Phật sao bà niệm với đại chúng coi, cho bà niệm lớn lên. A Di Đà Phật, Bấm số được cái bán A số lên. Di Đà Phật, Ừ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ khi bà vô đây bà niệm Phật tới giờ bà vui hơn ở ngoài đời không? Vui hơn, Vui hơn hả? vui lại tại tôi chui chứ về tôi về À, con cháu nó kêu gì? Không có gì. không về Thì sao bà không về? không Sao vậy? ở đây vui Ở đây vui. ở đây vui Ở đây có ai bắt bà làm gì không? không mới làm gì hết à. À, còn ở nhà bà có làm gì không? Về nhà giờ không mới làm nữa, biết sao già rồi Còn hồi xưa có làm không? làm dữ lắm. Làm gì nói coi. À, làm gì bà nói đi. Về nhà sáng ăn rồi về chén Ừ. ha ha rồi quét nhà rồi dĩ cháo nè Cháu đứa chồng. dĩ cháo rồi dĩ À. cháo nhiều lắm đây Ở có giặt đồ không? có chứ mà liều giặt đồ thôi trước kể giặt đồ không kể được giặt đồ nhiều lắm Giặt đồ nhiều lắm rồi, thấy chưa? Có nghĩa là ở ngoài đời thì làm nhiều đúng không? Mà làm vô đây chỉ có niệm Phật không, đâu có ai bắt làm gì đúng không? không em làm À. mấy đứa kia làm á rồi thầy không cho thôi À. Ông thầy ông không có cho làm. không cho Rồi làm cứ niệm Phật thôi đúng không? Mà bà vô đây bà thích nhiều không? nhiều thích nhiều lắm mà À, bởi vì con cháu nó kêu về đâu có kêu về đúng không? không nó kêu về em về nè thu kêu về em về nè thì kêu em về À, đứa nào kêu cũng không về hết. không Bây giờ nó bắt bà đi không? không Rồi. Quyết tâm ở đây niệm Phật phải không? đây thiền Phật Mà bà niệm Phật đi về đâu? về À, về cực lạc, ý bà chỉ cái tấm hình về thánh chúng quý vị. Bà chỉ tấm hình thánh chúng ở đây nè. Là ý phải là niệm Phật đi về thế giới cực lạc, cái tấm hình thánh chúng đó. hả không, không có ngờ đời đã làm á Ồ. chú tôi về nhiều mấy gái rồi thôi Ồ, cái thôi à. đó đó Chọn bậy bạ lòi con mắt kia đó. Cái mắt này còn sử dụng được. Đừng có chọn bậy bạ nghe. Chọn nguy hiểm lắm đúng không? Không ngồi nói chuyện gần với bà cụ bà chọn bậy bạ phải né chứ không phải bà chọn bậy bạ mà lòi mắt không biết đền mắt ở đâu đấy. Thấy không? Nó bây giờ á bà ở đây niệm Phật á bà ngủ ngon không? ngủ ngon đi bác Mà ngủ bây hổm ngon giờ có lên ký không? Từ khi vô đây tới giờ có lên ký không? đâu đăng ký đâu À, bà không có căng phải không? hả Bà bây hổm giờ bà vô đây bà tu bà niệm Phật bà có lên ký không? không Trời trời, cho ăn nhiều nhưng mà không lên ký. Sao đâu mập lùn mà không lên lên ký? ký ra đâu À, có nghĩa là ý là không có căng. Không có đi căng nên không biết, chứ từ khi bà vô tới giờ mập nhiều lắm. Bụng bự quá trời nè, nhìn cái bụng nè. Thấy chưa? Bà dán cái bụng lên cho coi cái bụng bự không? kẹp hết rồi nè Bụng có bự không? Bụng bự không? Coi ô cái bụng. à Ừ, cái bụng nước lèo. chết tất cả Ờ. Sao mà lúc này nó sẽ bớt rồi? hà biết không Ờ, em biết không? Đúng rồi, biết đâu tự nhiên phải không? Nó nên quý vị thấy à. Già mà đúng là niệm Phật có cái duyên đặc biệt mà nhìn tội nghiệp quý vị dễ thương nữa. Ngộ lắm, nhìn rất là dễ thương đó. Rồi bà năm nay tám mấy tuổi mà bà tự tắm tự giặt đồ luôn hả? 30 tuổi mình phải năm 60 tuổi hả chặt Bây giờ ở đây hiện tại bà có nhờ mấy cô tắm hay là bà tự tắm? tắm mình Một mình tắm. Rồi đồ bà có nhờ mấy cô giặt hay bà tự giặt?
khi tôi giặt, khi lên giặt. À, có khi bà cụ giặt, có khi nhờ mấy cô giặt giùm, thấy không? Lên giặt giùm. À, mà có khi bà cũng giặt phải không? Nó còn tiểu tiện đi thì tự nhiên mình đi luôn chứ đâu có nhờ đi bô gì, đúng không? Bố à, nói chơi chở luôn À, nghĩa là bà đi đây mấy đứa nó đổ giùm. đó. À, đi cái bô nhờ mấy đứa đổ giùm. Nên những đứa thấy rằng là, quý vị biết rằng là những đứa thấy có nhiều cô mình đây phát tâm nuôi cụ già, đúng là phát ra một cái tâm thật sự. Nên buổi sáng thấy mấy cô đi gom mấy cái bô nước tiểu mấy bà cụ yếu, có khi buổi tối Dạ, giặt gì không, luôn luôn làm, không phải làm ăn rồi ngủ, ngủ À, ăn ở đây hả? Ở đây ăn là ngủ, ngủ ăn rồi đúng không? rồi gì. Niệm Phật chứ. Ngủ ngủ dậy Đồ ăn gì mập lù là phải rồi. Thấy không? Rồi bà cụ cố gắng niệm Phật nha. dạ Chúc con bà niệm vui vẻ nha. Phật. Rồi bây giờ bà có vài lời gì bà gửi cho con cháu không? Không Không có nói gì nữa chứ hả? không Bà có chúc sức khỏe tôi nói gì không? không Không luôn. không gì không à, đây thăm thầy nói ba la rồi về rồi nãy về À, ý mới nói là lại đây thăm thì nói vài câu chơi. Còn rồi khi mà về đi à. về thì thôi tự nó về. Chứ bây giờ ông bà cha mẹ già rồi ai mà đi thăm tụi nó nữa. Ai đi hỏi thăm tụi nhóc nhen nó nữa. Thăm nó cũng tổn cái phước đức của tụi nó. Đúng là con cháu là phải đến thăm ông bà cha mẹ là đúng. Nó, nên là bà nói bà có cái Tôi hiểu vô nhớ cái dẫn đâu. thầy à, thầy tôi nè, tôi nhớ là thầy tôi đó, À, thầy tôi nè. bây giờ bà mới biết à. Bà cầm cái máy bà nghe mà bà không biết ai luôn đúng không? Cái máy nó nói chuyện là ai ạ? À? Cái máy mà bà nghe giảng thường thường nó là ai ạ? À? Không biết. Nó cầm cái máy giảng mà đâu mấy năm giờ đó quý vị mà bà không biết những đức. Nghĩa là bà cứ cầm cái máy bà nghe suốt, bà nằm bà cứ để cái máy lỗ tai như này. Bà nghe suốt luôn mà bà không biết những đức. À, không biết. À, nên hình như là sau này mới đây bà biết, bà mới biết mình chứ cầm cái máy nghe chứ không biết. Nên những đức thấy cái công đức niệm Phật rất là lớn, nên tất cả các con các cháu của các cụ mà biết niệm Phật đó, nên hướng dẫn với ông bà cha mẹ mình niệm Phật. Cái niệm Phật này là ít lớn, bởi vì bao nhiêu người già mà như đức lo được, và đạo già này như đức lo được là nhờ công đức niệm Phật không, nhờ nương vào cái tâm từ bi của Phật mình niệm Phật mà nó có thể lo cho các cụ được. Nên nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả chúng sanh nghe được pháp môn tịnh độ, có được lòng tin kiên cố, thì bỏ báo thân này đều hẹn gặp nhau thế giới cực lạc. Thôi bây giờ bà niệm Phật lớn lên để chào mọi người nè. Niệm Phật nè, A Di Đà Phật nè, niệm nè, niệm lớn lên A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Rồi chào mọi người nè, Di Đà Phật, chào mọi người, Di A Di Đà Đà Phật, Phật, A Di A Đà Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi.